chào mừng tất cả mọi người đến với His Garden. Mình là Huy, rất vui được gặp tất cả mọi người tại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với mọi người cái quá trình mình kết tinh một cái cây trong chi philodendron rất là đặc biệt, đó là cây Paraiso Verdes. Philodendron Paraiso Verdes. Thì hôm nay mình cần có những gì? Mình đã chuẩn bị một số cái dụng cụ như sau. Đầu tiên là mình dùng một con dao rọc giấy ha. Này mình không có cái cán mà mình chế cái cán cầm như này ha. Thì đầu tiên làm là phải sát khuẩn cái dụng cụ nha các bạn. Việc này thấy vậy chứ rất là quan trọng. Thứ hai là mình có chuẩn bị ở đây một cái dớ ẩm. Một ít dớ ẩm. Đây các bạn. Dớ ẩm này có thể mua ở các tiệm cây cảnh ha. Tiệm bán hoa lan á sẽ bán rất nhiều. Tiếp theo nữa là ít bơ lai. Bơ lai này đáng ra phải nhiều hơn á, nhưng mà mình hết mất rồi. Bây giờ còn như xài nhiêu, còn ít à. Tại vì cái giá thể mà tối ưu nhất cho việc cắt tinh á là dớn ẩm trộn với bơ lai các bạn. Tỷ lệ khoảng 1 dớn ẩm 2 em 2 dớn ẩm 1 bơ lai là tối ưu nhất. Tiếp theo đó là các chậu để đựng các cái kết tinh. Mình sẽ dùng các cái ly nhựa này ha, trộn sẵn này, giá thể trộn sẵn. Giá thể thì gồm sơ dừa và bơ lai thôi các bạn, sơ dừa và bơ lai. Tại vì kết tinh á thì cái đoạn kết tinh nó chưa có hấp thu được dinh dưỡng liền đâu các bạn. Cái ưu tiên nhất của nó là nó cần phải ra rễ cái đã. Ra rễ, sau khi nó đã có rễ hoàn chỉnh rồi thì lúc đó mình sẽ tính tới việc cho nó sử dụng chất dinh dưỡng sau ha. Còn bây giờ nó thực sự nó chưa có rễ để nó hấp thu được chất dinh dưỡng, mà mình cho phân vào á thì nó sẽ dễ bị thúi. Là khi mà rễ mới nó ra nó đục phân thì nó sẽ hấp thu được, nhưng mà bạn tấp phân vô trong cái rễ mà nó chưa ra luôn á, rễ còn mới quá, bạn tấp phân vô á đúng cái rễ thì nó sẽ thúi rễ ha. Nhưng mà cái rễ mà nó lao ra nó ăn vào phân á thì nó lại hấp thu được. Nên các bạn lưu ý là nếu bón phân cũng mình cũng phải bón phân ở phía ngoài, xa phía ngoài xíu. Tốt nhất là nên bón ở ngoài rìa chậu là tốt nhất. Giờ mình sẽ cho các bạn quan sát cái cây Paraiso trước ha. Rồi mình sẽ cùng tiến hành. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là cây Philodendron Paraiso Verdes. Verdes hay Verdes Paraiso, Philodendron Paraiso. Thì cái họa tiết lá của nó rất là đẹp ha các bạn. Đây là cái một cái thể loại va rất là hợp với lại khí hậu của Sài Gòn các bạn. Đó. Thì khi mà bạn cho nó ra ánh sáng mạnh á, nó sẽ ra va rất là đẹp. Đây, va cực kỳ là thu hút luôn các bạn. Đây. Paraiso là một cái dòng cây của thuộc họ Philodendron, với cái ngoại hình rất là đẹp mắt ha. Hình dáng lá thì thuôn dài và có họa tiết trên lá, va khá là nổi bật. Va này sẽ khi mà mới ra nó sẽ có màu hơi trắng xanh xanh trắng bạc hà các bạn, và khi lá càng già thì nó sẽ càng tối màu lại ha. Lá càng già thì nó sẽ càng rõ cái vệt va hơn. Thì theo cái cây Paraiso này của mình á, lúc mình mua về thì nó chỉ có hai lá và một chồi. Một chồi là cái lá như thế này mà nó chưa bung ra thì gọi là chồi ha. Và nó có hai lá. Thì mình trồng tới đây chắc cũng được hơn nửa năm rồi. Thì nó đang ra rất là nhiều lá luôn. Và rễ của nó mình cũng đã dưỡng vào trong cái
bọc bao ni lông này ha. Mình có cho vào đây là dừa mục và bơ lai các bạn. Thì rễ nó ra khá là nhiều rồi. Là cái phần ngọn này mình tách riêng ra, mình được thành một cái cây trưởng thành mới luôn á các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành cắt tinh cây này ha. Mà mình thì dự định sẽ giữ lại cái phần ngọn này khoảng 5 lá. À, có hứa share lại cho một cái anh bạn chơi chung á là một nốt. Mình sẽ share cho anh nốt ở dưới này ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến hành cắt tinh cái cây này ha các bạn. Mình cùng quan sát cái thân của nó trước ha các bạn. Thì bây giờ ở trên đây là có đây, rễ của nó khá là nhiều các bạn. Mình sẽ xoay cái chậu lại cho các bạn coi ha. Đây, đây, coi đằng này dễ hơn này. Đây. Các bạn nhìn thấy rõ ha. Thân của nó có những cái mạch va chạy xuống khắp cái thân đó. Nó xước xước đó các bạn. Va này thấy có mình biết thì cái dòng này cái va nó là cái va tự nhiên luôn á, va ổn định luôn á. Nó không phải là loại giống như là va của cây Moisera, Abo hay là Auri đâu. Cái này là bạn cắt nốt nào nó cũng sẽ ra va hết, không có chuyện bị hồi xanh ha. Còn cái mấy cây mà cái anh trồng mà nó bị xanh đó, đa phần là mấy cái cây ở trên Lâm Đồng, Bảo Lộc ha. Ở đó khí hậu nó lạnh đó các bạn, thì nó ra xanh. Bây giờ mình sẽ cắt tinh ha. Mình quyết định là sẽ cắt tinh cái phần ngọn mà ba lá này thôi các bạn. Ngọn ba lá để cho chia cho ông anh kia cái nốt mà nó có rễ sẵn nhiều rồi á, cho nó khỏe các bạn. Đây, mình sẽ lấy phần ngọn ba lá này mình dưỡng riêng ha. Nè, mình sẽ cắt ra đây. Ngay đây là đây. Đây một cái. Sau đó mình sẽ cắt từng nốt riêng ra. Từng nốt riêng ra. Rồi, bây giờ mình cùng tiến hành ha. Đầu tiên là mình sẽ sát khuẩn dụng cụ và sát khuẩn cái vị trí mà mình muốn cắt ha. Đặc biệt là các bạn cũng đừng quên là sát khuẩn cả tay nữa nha. Vì tay của mình sẽ chạm vào cái cây rất là nhiều. Nào, mình cùng cắt thôi. Đây, mình sẽ cắt ngay đây ha. Dứt khoát các bạn, hành động dứt khoát. Rồi xong, đây là xong rồi đó. Nào, sẽ cho các bạn coi ha. Đây, đó, đây, đó, đây là một cái ngọn ba lá, khá là đẹp ha. Cây này lúc mình mua thì mắc lắm các bạn, bây giờ thì nó rẻ lắm rồi. Bây giờ thì mình để chơi là chủ yếu thôi ha. Sưu tầm thôi. Hồi đó mình mua cũng được rẻ các bạn. Tính ra bây giờ mình mà bán thì nó vẫn theo giá thị trường bây giờ, cho dù nói là có rẻ chăng nữa thì mình vẫn có chút ít tiền lời cho bạn. Cái phần ngọn mình sẽ cho vào trong xô nước ha. Khi cắt tinh thì mình khuyên các bạn nên chuẩn bị một cái xô nước sạch trước ha. Để khi mình cắt tinh xong á, mình sẽ cho luôn vào trong xô nước sạch để mà cây nó sẽ được cấp nước ngay, nó không bị mất nước các bạn. Rồi, sau khi đã xong cái phần ngọn thì mình làm tiếp tục cái phần dưới ha. Đây. Phần này thì mình có bọc cái rễ lại dưỡng rồi các bạn. Thì mình tháo cái bọc ra trước nha. Khi tháo bọc rồi thì chỉ thôi. Mình sẽ tiếp tục sát khuẩn cái chỗ mình cần cắt ha. Và cắt tiếp.
Cái này mình khuyên mọi người nên sử dụng cồn 70 độ thôi nha. Đừng sử dụng cồn 90 độ. Nó sẽ bị cháy tế bào các bạn. Rễ nhiều quá rồi. Chà chà. Căng ta. Đây mình sẽ lấy ra ha. Wow, nhiều rễ quá rồi các bạn. Hai cái nốt gần sát nhau. À, rồi, được rồi. Ok các bạn. Đây. Cái này mình sẽ để lại cho anh kia ha. Đây mình để riêng vào bên nha. Tuyệt vời. Ok. Đây mình để riêng qua đây để cho nó khô cái vết cắt đi các bạn. Có vết cắt đi xong mình sẽ bôi keo đường sẹo. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn một lọ keo đường sẹo này. Keo đường sẹo kia của mình nó hết rồi các bạn. Đường sẹo Mỹ nó hết rồi. Mình chưa mua được kịp xài đỡ cái này. Các bạn trước khi xài cũng nên vệ sinh kỹ cái dụng cụ lấy keo này nọ ha. Kỹ một chút nhưng mà nó đỡ về sau đó các bạn. Đây. Này không? Nhựa đang chảy ra nè. Để cho cái nhựa nó khô khô xíu ha. Để cho cái nhựa đây này nó khô một chút. Mình sẽ bôi keo đường sẹo vô ha. Rồi mình cắt tiếp đi ha. Chút nữa mình sẽ bôi keo đường sẹo xong một lượt luôn. Cái này mình sẽ để đây. À, để cắt qua bên. Rồi, tiếp tục thôi. Thì các bạn nhìn này. Cái nhựa nó ra, nó ăn dao đen xì luôn ha. Mỗi lần cắt là mình, mỗi lần mình xịt rửa đi các bạn. Cho nó chắc ăn. Không biết nữa đâu. Này chỉ cần ẩu một chút thôi là nó thúi, tuy dễ mà khó các bạn. Ẩu là nó đi liền. Nên mình cẩn thận vẫn thôi ha. Cái nóc phía dưới này thì nó rễ nó rất là nhiều. Nên mình đã dưỡng rễ sẵn rồi các bạn. Bây giờ rễ nó chi chít chằng chịt luôn. Bây giờ mình sẽ tắt tiếp. Này là nó sẽ lên cây nhanh lắm các bạn. Tại rễ nó khỏe. Mình sẽ lên cây rất là nhanh ha. Đây. Hai cọng rễ luôn. Cái này mình cho chỉ cần bôi keo đường sẹo xong rồi mình cho vô chậu mới được luôn á các bạn. Ok ha. Đó. Chắc là để cho anh bạn kia cái nốt này cho anh chăm cho nó tốt. Nhiều dễ. Rồi, tiếp tục cắt xuống dưới nữa các bạn. Dưới đây thì nó sẽ hơi khó đó nha. Do là mình cố định nó vô cái trụ của các bạn. Càng đấy. Khá là căng nha. Để biết tại sao căng không các bạn? Tại rễ nó đâm vô trong trụ này. Giờ muốn lấy ra khỏi cái trụ này là phải đấy đó, khó đó. Cắt cái trụ này. Tiếp tục ha. Lại xịt khuẩn tiếp. Rồi, vẫn cái vị trí muốn cắt. Đó là đường dao vô cắt thôi. Đấy, không cẩn thận để nó dính vô cái lá này. Lách hết sức nhẹ nhàng. Cả
cảm nhận lưỡi dao nó bắt đầu cùng rồi đó. Đây nè, khó là khúc này nè các bạn. Đây nè, rễ nó đã đâm xuyên qua khỏi cái trụ rồi. Đó, đã đâm xuyên qua cái trụ luôn. Đây các bạn thấy không? Đây nè, xuyên qua cái trụ rồi. Đó, giờ phải cắt cái trụ ra. Giờ cắt cái trụ ra. Rồi, mình đã lấy được cái kéo rồi ha. Bây giờ mình sẽ cắt cái trụ này ra. Cắt cái trụ ra các bạn. Để bảo toàn cái rễ ha. Còn có nhiều bạn sẽ cắt bỏ cọng rễ này. Đó, vì nó khó lấy ra các bạn. Bây giờ mình xem thử là mình có lấy được ra không ha. Căng đó mà không biết nó chui đi đường nào quá các bạn. Đây thấy có cái rễ nữa nè, mà không biết là rễ của cái nào. Đây, cái rễ dài dài đâm ra cái là mình cắm nó vào trong trụ. Bây giờ khá căng đó, cắm trong trụ đã xong bây giờ lấy ra là cả vấn đề này. Sao không? Rễ quá trời là căng chịch rồi.
nốt này rễ nhiều. Trước khi mình cho chậu mình bôi keo mình xẹo ha. Mục đích của việc bôi keo liền sẹo là để niêm phong cái vết thương lại, để cho vi khuẩn rồi nấm nó không có cơ hội khi mà có vết thương hở nó sẽ xâm nhập vào cây. Chú ý là không có tưới vào cái vết cắt nha. Rồi ha. Mình sẽ ưu tiên trồng những cái nốt có nhiều rễ này vào trong cái chậu nha các bạn. Còn những cái nốt mà nó ít rễ mình hoặc là cái ngọn á thì mình sẽ cho vào nước mình ngâm ha. Các bạn đừng quên này nha. Cực kỳ quan trọng đó. Bôi lem. Ẩm vào đây. Rồi mình cho giá thể vô ha. Đối với những nốt như thế này ha, thì cái rễ này của mình á, nó đã bị gãy rồi. Rễ này thì nó bị khô cái đầu ngoài này rồi. Chung là nó là vô dụng á. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vào nước để dưỡng bằng nước cho nó chắc cú nha các bạn. Cái này mình sẽ cho vào trong nước. Khi cho vào nước thì lưu ý là nó ngập vừa qua cái nốt thôi nha bạn. Phải chừa cái đầu trên này nè. Bạn phải chừa đầu trên của cái nốt này trên mặt nước này nha. Một đầu xuống dưới nước còn một đầu ở trên nha. Chứ đừng nhúng cả xuống nha. Nó rất là dễ thúi không. Đây, tốt nhất là phải để như thế này. Đó. Như thế này là chuẩn nhất nha các bạn. Còn như cái nốt này của mình thì nó có rễ rồi. Nó còn rễ khá nhiều rồi. Cái này mình sẽ cho nó vô trong cái ly dớn ha. Để mình dưỡng. Đây có một cái nốt này nó nãy mình lỡ tay mình cắt rớt mất cái lá luôn rồi. Thì cái này mình sẽ cho vô trong ly dớn mình ươm ha. À, cái này mình thôi mình cho vô nước ươm luôn đi. Lưu ý ha, khi mà cái nốt mình ươm á thì nước nè, cái mực nước á nó vừa đủ ngập các đoạn rễ và cái mặt dưới của cái nốt ha. Còn cái mặt trên của cái nốt, cái mặt cắt trên này nè, là mình phải để cho nó ở trên mặt nước nha. Chỉ một mặt ở dưới thôi, mặt này phải ở trên.
chứ nếu cả hai đều mà chìm xuống nước á thì nó không hút được nước đâu các bạn. Như cái nốt này của mình á thì nó có nhiều rễ rồi các bạn, thì cái này mình trồng thẳng vào giá thể luôn ha. Cái này mình trồng thẳng vào giá thể luôn. Trước khi trồng thì mình ý bôi keo liền sẹo cái chỗ vết cắt này nha. Đừng chủ quan, chút xíu vậy thôi nhưng mà nó sẽ hư cây đó, thúi cây đó. Thúi là nhờ cái này không nè, các bạn cẩn thận nha. Mà nó chết khô rồi. Dạ. Mai. Cây mai hả? Có chứ, cái này nó dùng cho tất cả. Dạ các bạn, là khi các bạn tưới nước ở trên nè, nước nó chảy ra dưới nè, chảy ròng ròng luôn á, là ok nha. Còn mà các bạn mà tưới vô mà phải đợi một lúc lâu sau mà nước nó mới chảy ra thì cái giả thể nó lên coi lại nha, nó sẽ dễ chết cây lắm nha. Rồi, okay. Đây nha các bạn, mình cắt tinh ra thì được một cái ngọn, một cái gốc. Một cái gốc này thì 4 lá nhưng mà nãy mình lỡ tay mình cắt đứt mất 1 lá rồi. Cái gốc 4 lá này. Đây. Một cái hai cái nốt thân, nốt thơm. Một cái nốt thân không có lá. Cái này là do mình nãy mình lỡ tay mình cắt luôn á các bạn. Một cái ngọn 3 lá, đây 1 lá. 2 lá. 3 lá đang bung. Đáng ra là lúc đang bung này thì mình không nên cắt đâu, đợi cho nó cứng rồi mới cắt. Nhưng mà do là mình hứa với khách rồi nên bữa nay mình phải cắt rồi mình mang đi giao luôn đó các bạn. Để cái anh đó anh nhiệt tình quá nên mình coi như là hỗ trợ người mới có giống chơi. Thì có một cái nốt đây là nãy cái rễ dài lắm, nhưng mà mình lỡ tay mình cắt luôn cái rễ rồi. Thì bây giờ nó còn cái rễ ngắn à, nhưng mà cái rễ nó chưa ra rễ mới. Thì mình cho vô dưỡng ẩm thử ha, xem là một tháng sau nó sẽ như thế nào. Thì rồi và đây là được 4 chậu, mỗi chậu 1 lá, 1 nốt ha. Thì đây 1 nốt, đây nó, đây một nốt, thì lá nào cũng đẹp hết. Đây mình đã cho vô chậu hết rồi, đây các bạn coi ha. Đây đó, thì tổng cộng mình được 5 nốt lẻ và 1 gốc và 1 ngọn. Thì hẹn các bạn 1 tháng sau mình cùng xem kết quả thế nào ha. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 rồi. Là kể từ ngày mình cắt là ngày 18 tháng 2 2021. 18 tháng 12 thì đã được 2 tuần. Thì nay mình cập nhật tình hình cái mấy cái kết tinh của mình, cái Paraiso cho các bạn coi ha. Đây là cái phần kết tinh ngọn này. Ngọn 3 lá một chồi này. Thì nay 2 tuần mình ngâm trong nước có pha bio root là dung dịch kích rễ và B1 là cái phân vi lượng á. Chung thì bây giờ rễ ra đang rất là đẹp ha. Đang cái mấy cái đốm trắng trên cái rễ là những cái rễ con nó chuẩn bị ra nữa đó các bạn. Đây cái đầu rễ này. Đây đầu rễ khá là đẹp ha. Thì cây cũng đang rất là tươi tỉnh. Hôm mình cắt á, thì cái lá này nó đang cuộn rồi, nó chưa có bung. Bữa nay nó bung ra luôn rồi. Cũng rất là đẹp ha. Đây các bạn. Rồi.
Bây giờ sẽ tới cái nốt tiếp theo ha. Đây là cái nốt tiếp theo. Bữa nay nó đã nhú mầm lên rồi các bạn. Đây, nay nó đã nhú mầm lên rồi. Đây hai đầu là mình đều bôi keo liền xẹo hết ha. Này, lá nó rất là tươi ha. Rất là tươi, rất là đẹp. Đây mình trồng trong chậu. Giờ cái vườn nó hơi chật rồi. Thực ra là chật lắm rồi chứ không phải là hơi nữa. Đây, một cái lá nữa. Một cái nốt khác ha. Nó này cũng đang lên chồi luôn rồi các bạn. Đây, thấy, thấy ha. Rồi. Và một cái nốt nữa mình ươm trong bơ lai. Có hai nốt mình ươm trong bơ lai thì bữa nay thấy nó vẫn chưa có động tĩnh gì các bạn. Không biết sao, có thể tại cái hai cái nốt mình ươm bơ lai thì rễ nó khá là ít á, nên mình ươm trong bơ lai. Nay nó chưa có hồi lại các bạn. Này rễ cũng vẫn chưa có đâm ra ha. Rễ vẫn chưa có ra. Cái này mình cũng đã có bôi keo rồi đó. Nó chóc ra rồi. Này để theo dõi thêm ha. Là cắt ra được khá nhiều nốt á. Đây là một cái nốt nữa. Thì nốt này cũng đã lên chồi rồi. Là những cái nốt mà mình trồng vô giá thể luôn á thì nay nó đã lên chồi hết rồi ha. Chồi này ý bị con gì cắn miếng rồi. Bị con gì cắn miếng rồi bạn ơi. Chắc lại mấy cậu tí rồi. Kệ không sao đâu. Rồi mình sẽ cập nhật tiếp cái gốc cho các bạn coi ha. Đây các bạn. Thì cái phần gốc của nó này. Theo như các bạn thấy thì cái phần gốc là cái phần đang phát triển tốt nhất ha. Khác là cái chồi nó lên to nhất á. Chồi lên nhiều nhất. Này. Paraiso thật ra khá là dễ nhân giống ha các bạn. Này. Cái này là cây, thấy cái nốt này là khỏe nhất này. Nốt này khỏe nhất ha. Bây giờ cái Paraiso khá là dễ nhân giống. Nhưng mà nó sẽ không có phải là tỷ lệ 100% là thành công đâu các bạn. Sẽ cũng có những cái nốt mà nó không lên được á. Rồi khoảng chừng 2 tuần nữa mình sẽ lại cập nhật cho các bạn coi thêm tình hình tiếp theo ha. Đây thưa các bạn, thì mình xin update cái tình hình của những cái nốt kết tinh sau khá là nhiều tháng ha. Để mình coi. Bây giờ nó là cắt ngày 18 tháng 12. Bây giờ nó là ngày 10 mấy tháng 3 rồi đó các bạn. Gần được 4 tháng ha. Tháng 1, tháng 2, tháng 3. À gần được 3 tháng. Thì đây là cái kết quả kết tinh sau thời gian ha. Thì đây là cái phần ngọn nè. Đây. Phần ngọn thấy vậy nó lại phát triển chậm nhất ha. Đây mình mới làm rách lá. Đây là cái ngọn nè. Thì cái lá này là cái lá đầu tiên nó ra nè, sau khi kết tinh nè. Nó rất là yếu. Tại vì khi mình cắt xong mình bỏ vô nước xong mình mới đầu á bỏ vô nước cho nó ra rễ nhiều rồi mới trồng các bạn. Thì đây các bạn có thể quan sát ha. Thì rễ ra cũng khá nhiều rồi. Nhưng mà mình mới chuyển chậu á chưa được một tuần nữa. Thì cái rễ nó chưa có bám vào giá thể ha. Bây giờ nó vẫn đang là rễ nước của nó đang thuần á. Nên cây nó sẽ phải mất thêm thời gian nữa mới phát triển. Thì đây là cái ngọn đầu tiên ha. Tốc độ là chậm nhất. Sau đó là tới cái này. Tới cái này là cái nốt mà nó không có ấy ha. Nốt nó không có rễ. Đây mình cho vô trong cái giếng ẩm này. Lên được lá đầu tiên, chuẩn bị ra lá thứ hai rồi.
Nhưng mà rễ của nó thì theo quan sát đây thì vẫn chưa thấy ha, không thấy rễ phát triển các bạn. Này mình nghi chắc nó bị thúi hay gì rồi, thúi cái cũ của rễ rồi. Bây giờ chỉ chờ cho nó cái thân mới nó ra rễ mới thì may ra ha, mới sống được. Rồi tiếp theo là các cái nốt thân ha, thì đa phần là ra được hai lá rồi các bạn. Đây nốt này ra được hai lá rồi, lá thứ hai nè, rất là đẹp ha. Đây lá đầu tiên nè, lá đầu tiên lá nào cũng bị này là bị chuột nó cắn các bạn. Khi mà nó nhú ra nhỏ xíu như này, nó bị chuột cắn cái đầu này thì đến lúc nó ra là nó sẽ bị tật như này. Này đó. Đây là cái nốt thân thứ hai ha, cái này là nó gần dưới gốc nè, lá nó còn nhỏ nhỏ nè, lá nó nhỏ nè, cái nốt này gần dưới gốc hơn nè. Thì cái lá đầu tiên ra cũng bị chuột nó ghé thăm ha. Lá thứ hai thì rất đẹp rồi, đang ra cái chồi mới. Thì cây này nói chung thì tỷ lệ sống sót khá cao ha, là nhân giống khá dễ. Đây rồi, cái nốt thân thứ ba ha, cái nốt này nó nằm phía trên gần cái ngọn nên lá mẹ của nó rất là to ha. Đây, và do hơi thiếu sáng nên nó kiểu cái va nó không được đậm á. Qua cái lá này thì nó đậm hơn rồi nè, đang ra cái chồi. Đây là cái lá mẹ của nó nè, đây là cái lá nằm gần trên ngọn đó các bạn. Đây đó ha, đó thì nhìn chung thì phát triển khá tốt, thì những cái nốt thân là phát triển tốt, khá tốt ha. Nó không có bị ảnh hưởng nhiều sau khi cắt. Rồi đây là cái gốc ha, đây là cái gốc, đây là lá mới nhất của cái gốc nó ra này, nó hồi size lại khá là nhanh ha. Đây nó phải gần bằng cái size ngọn cũ rồi đó. Đây là lá, cái lá thứ tư rồi mọi người, là từ cái gốc lên là ra lá thứ tư rồi, nghĩa là cái gốc nó sẽ lên nhanh nhất ha. Này cái gốc này, cái này đó mình cắt mình có quay lại cho các bạn coi. Đây nè, đó thì cái gốc nè lên cái mắt nè, đó đây cái lá mẹ cũ nè, lá mẹ cũ nè, lá cũ nè, từ cái lá mẹ này nó ra ha. Đây này, đó lên cây mới ha. Đây cái lá đầu tiên ra cũng bị chuột gặm này các bạn, sau quá thì lên đây, lên thêm một lá, hai lá. Rồi lá này là lá mới nhất thì nó khá là to rồi, đến lá tiếp theo sẽ rất là đẹp ha, đang ra chồi rồi. Đó, thì đó là tổng quan những cái kết tinh mà mình đã kết tinh cây paraiso này ha. Và trước đây thì mình có chia sẻ cho hai anh rồi, một nốt thì cho một anh trúng game, còn một nốt thì mình có share lại cho một anh khác ở Bình Tân. Thì hai nốt đó thì mình share đi rồi đó. Thì nó cũng tương tự như cái nốt này này, nốt thân, hai nốt thân hết. Thì đây còn cái ngọn và cái gốc, thì theo mình thấy nha, thì cutting thì cái phần gốc sẽ lên nhanh nhất vì cái bộ rễ của nó được còn nguyên nhất, nhiều nhất, khỏe nhất nên nó hấp thu dinh dưỡng tốt và nó lên nhanh. Còn những cái cutting nốt đó thì nó sẽ kém hơn cái gốc một chút, nhưng mà nó lên cũng tốt các bạn, tùy vào sức khỏe của mỗi nốt ha. Theo cái lần cutting này thì thấy ra cái nốt nào mà lá càng bự, cái thân càng to, càng khỏe, càng nhiều rễ thì cái tốc độ lên lá và cái chất lượng lá ra càng tốt ha. Còn thân nào càng nhỏ, càng đây này, như cái thân này nhỏ hơn nè thì nó ra lá con nhỏ hơn các bạn. Thân này cái này thì cái thân nó bự nên nó ra cái lá bự. Những cái đoạn thân nhỏ thì nó ra lá rất là nhỏ, thân bự nó ra lá bự. Còn thậm chí cái nốt này á, là nó cái thân của nó nhỏ mà nó lại còn bị đứt, mình cắt hết rễ có cái cùi không á, trong cái clip đầu clip á, mình có cái khúc mà mình cắt cái nốt không các bạn,
thì nó đó bây giờ nó lên lá rồi nhưng mà nó rất là nhỏ ha. Đây rễ do mình rễ mình cắt rồi á, mình ươm trong dưỡng ẩm này thì nó lên dày rồi các bạn. Nó rất là yếu mà nó chậm, cực kỳ chậm so với những cái khác ha. Còn cái ngọn á là do cái ngọn là cái rễ của mình á, rễ khí mình không có dưỡng. Nên khi mình trồng vào cái giá thể mới á, mình cắm vào nước á, thì nó phải mất thời gian nó thích nghi lại á các bạn. Môi trường giá thể mới á nên hả nó rất mất nhiều sức để nó ra rễ. Rồi bây giờ rễ bắt đầu mới thuần qua bên giá thể, từ nước qua giá thể rồi từ từ nó mới ăn giá thể được, thì lúc đó nó mới lớn nhanh được ha. Đó. Rồi đó là tất cả những kinh nghiệm mình rút ra được từ cái lần cái tinh cây Paraiso này ha. Thì rất vui được mọi người quan tâm và theo dõi từ đầu đến giờ, thì rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.